Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với showmangakida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại showmangakida.vn. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với một video nữa về Free Fire. Như vậy là OB28 đã cập nhật rồi. Và chúng ta có thể thấy đây là sảnh chờ mới của OB28. Thì OB28 đã cập nhật thì chúng ta sẽ có một số thứ thay đổi. Nói chung là nó thay đổi nhiều, nhưng mà nó không nói ra lắm, nên là phần lớn là các bạn phải tự hiểu. Như kiểu là cái việc kỹ năng của Paloma thay đổi từ việc là cầm được 180 viên đạn súng trường thành chỉ cầm được có 120 viên đạn, nhưng mà là các loại đạn trừ đạn súng phóng lựu ra chẳng hạn. Hoặc là như kiểu là Laura tăng thêm một chút sức mạnh, thì đây là như kiểu là đây là Paloma được cầm thêm đạn này, nhưng mà trừ đạn súng phóng lựu này các bạn. Nó là một cái thay đổi nó cũng khá là hợp lý đối với bạn nào mà không muốn bắn súng trường. Còn đối với bạn nào mà muốn bắn súng trường thật sự là cái này nó không hợp lý. Thì nói chung là đây là mấy cái thay đổi nó cũng gọi là không có to tắt lắm, nên là anh gà lán không thông báo lên, mà thay vào đấy là các bạn phải tự tìm hiểu ấy. Và chúng ta sẽ có một quả sự kiện nạp kim cương nhận siêu xe, một con siêu xe khá là rẻ luôn. Mình cũng khá là bất ngờ khi mà con xe này nó lại cho cái sự kiện nạp kim cương mà không phải là bán. Mình cứ nghĩ nó sẽ cho vào một cái sự kiện quay đấy, nó cũng giá không quá đắt, nhưng mà nó cũng sẽ phải gọi là rẻ rẻ một tí, mà ai rẻ là à đắt đắt một tí mà ai rẻ là nó lại cho tặng free luôn các bạn ạ. Như vậy đây là xe MC Ryan, đây là P1. Như vậy đây có nghĩa là cái này là mẫu P1 cam. Nó sẽ tăng cho bạn 2 tốc độ di chuyển khi đi trên con xe này. Tăng tốc này thì mình nghĩ chắc là đi nhanh hơn, hoặc cũng có thể là không phải đi nhanh hơn, mà tức là cái này gia tốc nhanh hơn, tức là kiểu như là nó ga lên là nó đi nhanh hơn ấy, thay vì là việc là nó đi từ thì bây giờ nó eo cái luôn. Đấy kiểu dạng như vậy. Và nó sẽ làm các bạn nhận nhiều sát thương hơn. Nó gọi là cộng thêm một sát thương đấy, nôm na là trừ đi một sát thương giảm trừ, tức là ngang với việc là các bạn sẽ ăn thêm một sát thương so với bình thường. Nói chung là cái con xe này cũng ngon, đẹp, chất lượng. Cái việc mà ra skin sơn skin xe tăng tốc di chuyển này thì mình cũng khá là mong chờ cái việc là nó sẽ ra mấy con xe khác, tại vì là thật sự trông nó khá là thích thú. Ui, mấy cái gói này thề từ cái hồi mà phải gọi là kiểu như là từ cái hồi xưa Luxler ấy các bạn. Cái mấy cái bộ này từ tận cái hồi mà mình còn đi quay cái MV ngày thanh trừng ấy. Các bạn nào mà tra rap ngày thanh trừng nha, là ra luôn quả MV rap của bọn mình luôn. Trời ơi, rap đi thôi đấy. Hồi đấy cô Ngân là vừa mới rap xong quả streamer đại chiến đang hot, thế là coi như là mấy anh chị bên gà đán chốt quả luôn, bảo mẹ anh em đi luôn hát luôn quả rap ngày thanh trừng. Trời ơi, nhưng rap thì phải gọi là diss nhau tung tá lả luôn. Từ lưa hột mưa, mà mình vừa mới nhận được cái hộp súng, nó gọi là hộp súng streamer. À, hộp súng streamer hình như là cái hộp súng củ quẹt màu vàng vàng mà tôi có rồi sao mà, đúng không? Đúng rồi, định mày nó. Ui, khiếp, mình quay được 7749 cái ván luôn ạ. Vãi nổi nhiều ván đấy, lại còn dùng chiến tranh này. Có vẻ cái sự kiện này cũng là một sự kiện khá là ngon, khi mà các bạn quay 5 lần chỉ có 599 kim cương thôi. Mà quay ra mấy cái bộ đồ này nó cũng rẻ, nhưng mà với cả là nó còn giới hạn các bạn. Cái số lượng lượt quay trúng kìa, là các bạn có thể nhìn thấy là 46 lượt quay nữa, 100% các bạn sẽ trúng đồ ngon là mấy cái bộ đồ chính ấy. Và chúng ta còn có cả mấy cái kiểu ba lô âm dương này, đây chúng ta còn trúng cái sát thủ sinh học này, khá là ngon đấy chứ. Nói chung là cái sự kiện này hợp lý. Hồ Linh Khải Huyền, tất nhiên là bởi vì là mấy cái đồ này nó là mấy đồ cũ rồi, cho nên là nó sẽ ấy, nó sẽ cho mình lựa chọn luôn. Ui, như vậy đây là mình trúng được 3 bộ đồ rồi mà chỉ mất có hơn 1000 kim cương đấy các bạn. Nói chung là ngon, hợp lý. Nói chung là sự kiện này nó không hút máu. Ui, trúng cả 4 bộ đồ chỉ mất có 2000 kim cương thôi. Quá được luôn. Một bả ba lô luôn, 7749 cái ba lô các bạn. Ui các bạn à, mình mới phát hiện ra một điều rất thú vị nha. Đó là cái khi mà các bạn vừa mới vào trận ấy, thì chắc là các bạn chơi các bạn cũng biết rồi, đó là chúng ta vừa mới vào đã được một chị mà giọng đọc như kiểu giọng chị Google dịch. Vẫn thường hay được anh em đem ra để đọc sớ, đọc kinh, tụng kinh niệm Phật, hay là hát mấy bài hát siêu khó như kiểu là muộn rồi mà sao còn, các kiểu của xếp tồn ấy. Thì nó sẽ vào, nó sẽ chốt câu là cái gì chế độ chơi sinh tồn cái gì bla bla ấy. Ôi, vừa vào cái mà nghe cái quả mà giật hết cả mình các bạn ạ. Mà công nhận nó kiểu thay đổi giao diện, cái kiểu trông nó bị sang chảnh hơn thật. Cái định mệnh nó thấy nó ngồi cướp nhà tôi kìa. Mày tới số rồi con trai ạ, to be continued. Mấy cái thằng cướp nhà tao ấy thì nó có 2 trường hợp. Một là chết, và 2 thì y như trường hợp 1 luôn. Ôi, vãi nổi các bạn. Cái hiển thị giết người ấy
Giờ nó hiển thị là đứa nào có thẻ vô cực kìa. Trời ơi, đây chắc chắn là một động thái và đẩy anh gà đến à, gọi là cổ vũ, cổ xí cho anh em mua thẻ vô cực nhiều lên. Anh gà rán nói thô thiển ra là anh em muốn chốt một câu vào xanh dờn vào mặt anh em luôn. Đó là các bạn mua thẻ vô cực đi. Khi các bạn giết người thì nó sẽ hiện logo thẻ vô cực lên ở cạnh tên của các bạn. Đấy, thấy không? Như kiểu bạn Tuấn kìa, không mua thẻ vô cực giết người đéo thấy hiện. Thấy chưa các bạn ạ? À, người ta gọi đấy là áp lực đồng tiền. Rõ ràng rồi. Càng ngày thì phân hóa giàu nghèo ở trong Free Fire lại càng lớn. Đến bây giờ con xe nó còn sơn tăng tốc độ di chuyển được. Thì không biết là liệu chúng ta có một ngày đẹp trời, chúng ta sẽ có giáp sơn giảm sát thương, hay là như kiểu là mũ sơn giảm sát thương hết suất vào đầu hay không. Biết đâu một ngày đẹp trời ở đấy một bộ đồ ra mắt với chức năng là giáp thì giảm sát thương nhận vào ở người, còn mũ thì lại giảm đi sát thương nhận vào ở đầu thì sao các bạn? Một cái mà khiến cho đầu quỷ ạ xoa sẽ đi vào dĩ vãng thì sao? Đấy, thấy chưa? Mình đã nói với anh em rồi, anh gà rán chỉ có duy nhất một cái nội tại thôi. Tao có rất nhiều tiền. Đây rồi, chúng ta có luôn con Lamborghini mà mình không biết tại sao, hay bởi vì là skin xe bắt đầu ra mắt dần dần, hay là tại vì anh gà rán thích thế, hay là đơn giản là tại mình có duyên nữa. Mà mình thật sự mình chơi được vài trận rồi, mình thấy trận nào cũng nhiều con xe Lamborghini để vãi đầu ra. Bình thường tìm con xe này không phải là đơn giản đâu nha các bạn, tính bình thường toàn với con xe củ quẹt thôi. Nhưng mà con xe này á, bây giờ nó nhiều vãi đầu ra, chắc tại mình có duyên á. Wow, đằng sau lưng có quả ống xả kìa, người ta gọi đây là ống xả kiểu động cơ turbo ấy. Nôm na là kiểu ống xả, phía đằng sau nó có xả lửa kiểu nitro ra để cái con xe của bạn di chuyển nhanh hơn ấy. Mà công nhận xe chạy nhanh hơn thật, lên tầm 150 km/h kìa. Có khi cái tăng tốc này là tăng tốc độ di chuyển chứ không phải là tăng cái gia tốc đâu các bạn ạ. Hình như là tăng tốc độ di chuyển hay sao ấy. Ui, mình nhận ra một điều các bạn, đó là có hai thằng bắt nhau rồi cơ khí. Không, nhưng mà mình mới nhận ra thêm một điều nữa. Các bạn có để ý điều gì không? Xe bình thường Lamborghini thì nó là xe mui trần, tức là nó éo có mái, nhưng mà quả skin này nó lắp cho thêm quả mái lên trên đầu các bạn. Ô, thế là coi như là đây, xe này là xe gọi là có thêm chỉ số là chặn đạn rồi các bạn. Có chỉ số chặn đạn rồi. Bây giờ tự dưng thêm cái mái và cái xe như thế đỡ đạn dễ hơn chứ còn gì nữa. Trời ơi, đây chắc chắn là sơn xe giảm sát thương, sơn xe tăng sát thương cái gì. Sẽ có một ngày đó thôi, một ngày sơn dày tăng tốc độ chạy và sơn keo giảm sát thương phải nhận, hay là tăng độ cứng của tường keo. Nhưng điều đấy không quan trọng bởi vì hai củ cạnh đã bắn nhau trên mái, nên là tôi phải trèo lên để tôi hủy diệt hai đứa nó. Cái định mệnh nó vách cả nồi. Ôi ơi, có 4 quả bông keo vừa đủ để treo thì đặt xịt bố nó một quả rồi. Ôi trời ơi, làng Đức ơi, cả làng cả nước ở đây mà xem thằng Hùng Nóc Xưởng nó bị hết thời rồi đây. Một sự thất bại của bộ giáo dục. Mà công nhận quả bông keo này khó treo thật. Quả bông keo này còn khó treo hơn cả quả bông keo bình thường đó mấy ông ạ. Định mạnh nó thế, tôi chưa tôi gặp quả bông keo nào nó mất dạy chứ. Quả bông keo World Cup này mà đứa sao tôi lại cầm quả này nữa chứ. Uầy, giờ mình mới để ý ở đây nó có cái logo hình con chu tước này. Chắc là sẽ có nhiều nơi sẽ có logo hình mấy con khác. Mình không biết là nó treo ở đâu, nhưng mà chỉ biết là ở mấy cái tường nhà thì nó có cái con chu tước này thôi. Ờ, định mẹ đã hai anh kia không có dự định xuống dưới đây à? Ngồi bắn nhau trên đấy chơi mình luôn đi. Ok các bạn, về vấn đề mini game thì ở trong video mini game ngày hôm qua thì mình đã có đố các bạn một câu, đó là đố các bạn biết là ở trong câu chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng thì nàng công chúa bị dính lời nguyền là sẽ bị chết vào năm bao nhiêu tuổi. Thì câu trả lời nó rất là đơn giản thôi, các bạn mà đọc cái chuyện cổ tích đấy rồi kiểu gì cũng biết, mà thấy ra cái chuyện cổ tích đấy mà không biết mới lạ luôn đấy. Và trước tiên là mình xin giới thiệu với các bạn là con hàng đó là Uzi. Ôi trời ơi, định mệnh cho nó gọi là cũng khỏe đấy, mỗi tội là hơi ít đạn một tí thôi. Em này hơi rén, chắc tim đập chân run thế nào, bấm bật nó mất cái chrono rồi. Thôi xong rồi, nghèo của toàm rồi. Ui, quả này bắn solo lại được cả shotgun rồi các bạn ạ. Và trước quả súng này mất dạy với nồi ra. Thì cái quả shotgun, à cái quả mini Uzi này này, cái quả micro Uzi này nó là súng lục, nhưng mà nó lại dùng đạn tiểu liên các bạn nha. Một quả súng phải gọi là rất là dị luôn đấy. Lần đầu tiên mình thấy một khẩu lục nhưng mà lại dùng đạn tiểu liên. Thực ra thì mình đéo hiểu lý do tại sao mà anh gà đá lại cho nó làm súng lục nhưng lại dùng đạn tiểu liên. Mà rõ ràng là tại sao lại anh ấy không để nó dùng đạn súng lục, nên là nó cũng hơi bị khó hiểu một tí. Nhưng mà trong bản test thì nó là dùng đạn súng lục, nhưng bây giờ nó dùng đạn tiểu liên rồi các bạn ạ. Thì cái về cái mini game thì mình đã có đố các bạn, đó là nàng công chúa chết năm bao nhiêu tuổi, thì đáp án là 16 tuổi rồi nhá. Và bây giờ ta sẽ cùng đến với câu đố của video ngày hôm nay. Câu đố ngày hôm nay như sau. Đố các bạn biết ở trong cái phim hoạt hình Tom và Jerry ấy, thì đố các bạn biết là cái chú chuột Jerry có món ăn ưa thích là gì. Tức là cái kiểu món ăn ưa thích mà chú chuột Jerry muốn có bằng được và luôn luôn giữ nó, hay là luôn luôn ăn nên là món gì nha các bạn. Ơ, cái thính này không mở được này. Ôi giờ mà mình mới để ý là cái hình ở trong cái thính này là hình con rồng nhá. Cái này là thanh long à, nhưng mà thanh long phải là một xanh lá cây chứ. Ơ,
Thanh Long kết hợp Huyền Vũ màu xanh à? Mà điều này đéo quan trọng. À không, Huyền Vũ màu vàng mà. Mà điều này đéo quan trọng, quan trọng là đéo mở được kia. Thính củ quẹt có thính rác thôi. Ôi dồi ôi, kỳ lạ thật. Thính của Fi-Fi rồi. Thính này không phải thính Free-Fi, thính này là thính Fi-Fi. Đây rồi, quái xế tên Quang. Chúng mày đã nghe đến câu chuyện có thằng Audi xe máy nó vác của phóng lợn chưa? Bây giờ mày được nghe đến câu chuyện một thằng lái ô tô vác phóng lợn. Úi trời ơi, một quả đâm xe, một đâm chết hai bé, một mũi tên trúng hai con nhạn Israel. Úi trời ơi các bạn ơi. Vâng, một cú đâm chí tử, một nhát đâm định mệnh khiến cho hai cậu bé đáng thương lăn lòng lăn mắt lòng sòng sọc à, chết mà không ngáp nổi tí nào. Hai thằng đang bắt nhau với chứ hiểu chuyện gì xảy ra, tự dưng có con xe củ quạt đi đâu tới đâm bốp một cái. Thôi xong, đi luôn, đi cả hai luôn, đi một sải luôn. Trời ơi, người ta gọi đây là quái xế Tiên Quang, chùm vô lăng vàng Tiên Quang đấy các bạn. Ngày xưa mình nói thật với các bạn chứ, mấy cái giải vô lăng vàng trong xóm kiểu như đua xe đạp, xong rồi dăm ba với cái kiểu như kiểu đua công đông các thứ á, tôi đua đời. Hồi đấy tôi gọi là tôi đua, tôi gọi là đẳng cấp luôn các bạn. Người ta lao ổ gà, còn tôi toàn lao ruộng thôi. Nào, nghe ta. Ai, ai ôi, định mày nói còn anh bên trái nữa. Ai, anh ơi, từ từ. Ai, ai ôi, ai, ai, anh ơi. Cái quả vô keo này như kiểu xương máu của em ấy. Anh cứ bắn vào quả vô keo là em đau. Ok, thì về cái mini game thì mình đố các bạn rồi phải không nhỉ? Ồ, mình đố các bạn rồi, nhưng mà mình sẽ nhắc lại nhá. Đó là đố các bạn biết món ăn ưa thích của chú chuột Jerry ở trong phim hình Tom và Jerry là cái gì nhá. Thì bạn nào trả lời, các bạn thì trả lời ai à, trả lời đáp án kèm theo đó là ID. Và năm bạn may mắn nhất sẽ nhận được mỗi bạn đó là 230 kim cương nhá. Ui thằng này né đây. Ui dồi ôi, gia tộc nhà họ né vãi cả nồi ạ. Vậy đây là né Shinichi rồi chứ không phải là Kudo Shinichi nữa rồi. Né qua đẳng cấp vãi nồi, mình tưởng mình tông bốt và đít nó rồi cơ. Đây rồi, quái xế tên Quang. Chúc mừng em đã quay vào ô ăn lìn. Mong là em đã quen với mùi đất và cỏ để cho khỏi bơ ngỡ. Oh hello, mình chào bạn. Kích khô hạng 3 thì đừng mơ tưởng đấy, sô-cô-la hạng nhất nha. Mà tôi đâm chết nó éo được tính kêu mấy ông ạ. Tổ sư cái game đâm chết nhưng mà nó bị bo đốt. Thế là coi như nó tính là bo giết để định mạnh nó vai cả đồi. Đúng là người làm chó hưởng. Các bạn đã từng nghe câu đấy chưa? Chưa nghe hôm nay các bạn nghe rồi đấy. Định mạnh nó bố thiên sư nhà nó nữa. Mình đâm xong cái bo nó tính kêu ạ. Cày thế nhở. Không sao cả, lấy kêu khác bù. Ui trời ơi, nó bị định bị vào chân nhưng mà không sao hết. Hùng bắn chân đến từ Tuyên Quang. Hôm nay là Hùng không cần phải one shot, hôm nay là không cần phải bắn đầu, hôm nay là Hùng không cần phải kéo tâm, hôm nay là Hùng bắn chân. Ai ôi, cái định mày nó vai cả rồi, cái giải phân cách ở đây nó lừa tao. Ai ôi, nó lừa tao. Định mày nó thằng bên trái để mày bắn mối hơi bị nhiều nha. Ok. Ơ, thằng này chiến đấy nhở. Ôi, thằng này bắn có vẻ chiến các bạn, thằng này bắn có vẻ chiến. Chiến với chúng tôi à, Đức. Đức à, Đức. Mày biết tao là tao là ai không? Tù trưởng bộ lạc Hùng Akiki, bộ lạc mà người chơi chiến thằng nào bắn tao tao quánh bỏ mẹ lại luôn, sợ đéo bố con thằng nào. Hiện tại bần tăng đã ngàn ai bao giờ đâu. Cái gì nên nhớ à mẹ. Đây rồi. Cà gì? Chỉ là sự cho vụ ớt mình nó vãi cái đồi. Má, tính đâm chết đó bằng thằng này né nghệ quá. Thằng này né nghệ, người ta gọi đây là Nghệ An. Trời ơi, bạn ơi, nhưng mà mình biết bạn nên có một cái tên khác. Ngoài việc là né kiểu Nghệ An, đó là mình nghĩ đó là Hậu Nghệ bạn ạ. Mà bạn biết không, Hậu Nghệ chết được bao lâu rồi đấy? Thì mình nghĩ là chắc bạn ngỏ với nó cũng hợp lý đấy. Ôi dồi ôi, có bạn trèo lên chòi. Bạn nghĩ cái chòi đấy có bảo vệ được trước sức tấn công như vũ bão của con xe mẹ mày P1 bồ cam hay không? Rõ ràng là có rồi, con xe nó nổ mẹ rồi có đâu nữa. Nhưng không sao cả, bạn sẽ không chống được lại Hùng nổ đến từ Tuyên Quang đâu. Trùng quang lưu đến từ Tuyên Quang, đã quang là chúng không chúng thì cứ quang tiếp. Đây rồi các bạn, rõ ràng mình cầm khẩu micro OG là dùng đạn tiểu liên nhưng nó lại không sáng cái đạn tiểu liên lên, nó kiểu nó không gợi ý cho mình nhặt cái đạn tiểu liên đâu nhá. Nên là nó cũng khá là khó chịu trong cái vấn đề này. Mình hy vọng là cái khẩu này nó nên đổi thành đạn súng lục đi cho nó dễ xài, hay là đổi thành đạn gì đấy đi. Ôi ôi, ngon quá, một trườn trượt. Hùng OG đến từ Tuyên Quang. Thực ra thì vừa nãy cũng hơi bắt nạt con gái một tí nhưng mà thôi kệ đi, không sao cả. Ok được rồi, chắc là video của mình xin phép dừng lại tại đây thôi. Nếu các bạn thích các video của mình, đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký, và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ khi thông báo nào về kênh của mình mỗi khi ra video mới nhất nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo và xin chúc mọi người tốt lành. See you again, bye bye.